Kiến trúc với ngoại hình bắt mắt, tông màu xanh lam và trắng. Ở giữa thì là bảng hiệu nổi bật hình bánh mì xúc xích, cộng thêm dãy ghế nhựa màu cam. Nếu không nhìn kỹ thì có lẽ sẽ lầm tưởng đây là một quán ăn kiểu Tây nào đó. Nhưng thật ra thì đây chỉ là một trạm chờ xe buýt ở trước cảng cá Trần Pin nổi tiếng của thành phố Cờ Long. Bên dưới một tấm ảnh chụp lại trạm xe và đăng tải trên mạng xã hội, Phó thị trưởng thành phố Cờ Long là bà Khưu Bội Lâm cũng bày tỏ hoan nghênh mọi người đến đây check-in. Trạm chờ xe buýt bánh mì xúc xích này là một trong những trạm xe mà chính quyền Cờ Long ủy quyền cho doanh nghiệp xã hội thi công cải tạo, là một tác phẩm của công ty nông sản Đài Loan. Ngoài bánh mì xúc xích, trạm chờ xe buýt tại Miếu Thành Hoàng cũng được doanh nghiệp xã hội cải tạo lại với không gian rộng lớn hơn, thoải mái hơn và đậm chất công nghệ. Một người dân địa phương cho biết cảm thấy những công trình cải tạo này đều rất tốt, thoải mái hơn rất nhiều so với những trạm chờ xe buýt cũ kỹ của trước đây. Tuy nhiên cũng có nghị viên thành phố bày tỏ không đồng tình với những công trình này. Nghị viên Hội đồng thành phố Cơ Long Trương Cảnh Hàng cho biết, những công trình này nên được làm theo hướng nhấn mạnh những đặc sắc khác nhau của địa phương, cần phải có thêm sự thảo luận và ý kiến đóng góp của người dân bản địa. Phó thị trưởng Khưu Bội Lâm phản hồi rằng, do cơ quan quản lý xe công cộng không có ngân sách để cải tạo, cho nên khuyến khích các doanh nghiệp xã hội có thể đến nhận nuôi những công trình này, còn những vấn đề chưa tốt thì sẽ cải thiện thêm. Với sự góp sức của doanh nghiệp xã hội, tin rằng trong tương lai, các trạm chờ xe buýt của thành phố Cơ Long đều sẽ có nét riêng của mình và cũng sẽ trở thành điểm sáng mới cho thành phố miền Bắc Đài Loan này.